Đang làm gì anh? Đang pha thuốc xịt sâu mít. Gì hả? Em thấy có cái bụng chuối nó chín quá, gì chín rồi kìa. Chặt xuống trước đi hả xịt, để nó văng thuốc rồi sao? Văng thuốc văng chứ có sao? Trời ơi, chặt trước đi để văng thuốc. Ừ, thôi rồi ta dưng ấy thuốc nữa. Chặt trước đi rồi hả xịt. Nay chín quá chín luôn rồi kìa. Chặt xuống đi cho mẹ chia cho mấy cậu. Mấy gì vậy? Đâu để coi coi chín chưa. Người ít trái ăn. Chín hả? Trời, chín nứt luôn rồi kìa. Chín nứt luôn. Thấy nó nứt chuối luôn kìa. Thôi buồn chuối nó chín. Sao mà tét nhiều dữ trời. Nó chín nó nứt nứt tét ra luôn. Nứt tét ra chim nó ăn. Mà làm gì mẹ? Hay rau. Rau hả? Trời ơi buồn chuối nó chín. Chín nứt cái chuối nó muốn chết luôn. Đúng đi. Ồ, buồn chuối này lần nào cũng vậy hết á. Chín là nó nứt, chín là nó nứt. Tại đất ở đây mình trồng mít mình sợ phân đồ vô mấy ông tốt rồi vậy. Mít ơi. Gãy. Nó chín nó nứt luôn. Tại vì cây chuối này mình không có để cho nó ra chuối nữa, cho nên là nó còn có một cây một thôi, cho trái nó quá bự rồi. Trái chà bá luôn, để lấy cây dao ra chặt cái buồng chuối này chia cho mấy cậu mấy gì ở đây ngợi nãy hay nãy gì. Trời ơi quá sao buồng chuối à. Đỡ kịp. cây dao không đốt kỹ thuật lắm, dễ gì ngã đó, thấy không? Nè thấy không, cái nào đấy. Trời ơi chú chín muốn thối luôn rồi. Không hay để nó thối cho chuối luôn nè. Trời ơi nó ổn, nó làm phân. Có dao xẻ ra không? Trời ơi cái buồng chuối nè, quá khứ buồng chuối rồi, khủng khiếp luôn. Đếm ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nãy. Để tập cưa thử. Cưa thử hả? Cưa lâu lắm. Lâu quá đâu mà lâu. Nó còn bao hơn mày chặt với mày. Nó còn ngon hơn nữa. Năm mình nó cưa ngon lắm. Đây, trời ơi. Chín chim nó ăn nè. Uổng quá. Uổng. Trời ơi nó thơm phức hết. Phải không nói mà để xịt thuốc nữa, thuốc nó vô đây hết ăn luôn. Nè. Trái thì chim ăn hết trơn rồi nè. Trái chim ăn nè. Mấy anh vô mà nặng nữa trái vô còn trái nguyên. Còn mấy trái nguyên nè, ngon ngon không à. Trời ơi. Cưa đi, mày cưa nãy nãy đi. Ừ. Ngủ nhiều đầu. Thử bao nhiêu ký? 30 kg á. Chuối đi cơ, 30 ký à. Quá xa buồn chuối. Không, cưa im hơn chặt thế nào? Cưa im hơn chặt hả? Ừ. Nó đứt ngọt xanh một. Chặt nó còn bay tê luôn, nó dập. Nói ra, nói ra. Ra. Chặt gì nó dập cái chuối á. Nó dập hết rồi. Thôi chuối này đừng ngay, đừng để nó dập uổng nha. Dập quá uổng. Nó chín trong đây không thấy. Tại vì đen. Cà Mau 2 ngày chứ thôi đâu có đến đổi. Quá chuối này sao cho tàu vậy? Cho mà không ngon thấy cũng kỳ. Cho cho chân xanh đó đi. Kìa, cái dao kìa. Dao đâu? Đây. Nãy lên, ở dưới lên đi. Trời ơi, cái dao tao bán nè, thấy không? Nó thấy không ở trên đó cái cuốn bự quá. Này ăn được nè, này chia được nó này chia được nó từ từ đó mày làm nứt nữa. Đã nứt nó chín mà sợ gì nó. Thử chọt nhẹ xuống nó trúng lên nứt nữa. Trời ơi nứt nữa, cắt vô chú hoài quá sai.
Ổn quá. Nứt chuối quá tốt rồi nó nứt. Ủa ác. Mấy trái. Nó. Ồ ổn quá. Ăn thử chứ chú chín. Ổn quá. Chuối à. Chú chín cây ngọt à. Chuối này chú nhà đó. Chú chín cây ngọt lắm á. Đâu thử làm sao. Cái này nó bị ấy, bị chim mổ à. Chim nó vô nó mổ. Cắt làm hai vậy nè. Cắt làm hai hả? Chút nữa mình cắt làm hai bỏ nữa trái này. Trái này. Quá tờ. Ổn, quà chuối quá ổn. Chim ăn. Chim ăn cái chả vàng này, chim ăn chuối chả gì. Chả đó không yên. Trời ơi ổn. Chim ăn chuối chả lông. Ồ mà cắt đứt của người ta luôn rồi. Đứt đứt chứ sao bây giờ? Nào nứt quá nứt rồi. Hai trái nứt luôn. Nứt cũng hết nãy rồi. Nứt hết nãy luôn. Lại nứt chân luôn. Trái chuối. Thường thường thì chuối và cùi này chắc có lẽ là người ta thấy chín vàng vàng vậy nè. Người ta đã chặt người ta đem vô rồi. Còn mình để quá lâu. Buồn này chắc hết luôn quá. Buồn này. Chim ăn muốn hết. Chim ăn muốn hết à? Nứt cái này nguyên nè, nứt nứt luôn. Buồn chuối này hết rồi. Chuối này hết rồi. Còn được mấy trái này ha. Lực nó đòi đốn mấy bữa gài đó mà út nó không cho á. Ô nè hư hết rồi. Đợi mình vô hả? Đợi mình vô tại chuối của mình là nè, dỗ không cho này. Nó thấy chín quá rồi. Nó thấy rồi nó rồi đốn. Chuối này cái... cho hết luôn. Hai ba nãy đầu nó ba nãy đầu nó chín nó hư chân. Không mẹ lỡ cái nào ăn được lấy lại. Thì ăn được lấy lại, còn cái nào hư lắm. Đây cái này còn nguyên nè. Nó hư, hư. Cái này cũng còn ăn coi, được. Coi coi đủ đủ cho không là chia. Dì Út một nãy. Cậu bảy một nãy. Cậu chín một nãy. Mơ mơ một nãy. Thảo. Dì Thảo một nãy, còn một nãy. Còn nãy hả? À. Dì Năm gì? Dì Năm với dì Út là một nãy. Dì hả? Cái này nè. Ừ. Vì năm còn nè, vì năm nhóc à. Bây giờ có nhiêu chia cho nhiêu chứ ở đâu ra nữa. Hư hết trơn rồi. Chia. Trời ơi đã. Chuối. Chuối nó ngon. Chuối nó ngon. Đâu thử rồi, đâu mẹ ăn thử rồi. Chuối mùa này nó ngọt. Ngọt chuối hả? Em vừa ngoải ngọt ngay đó. Ngọt ngay luôn ha. Ừ. À, trồng có mấy cây chuối ngon trong. Ngon lắm. Ngon không? Ngọt. Ngọt hả? Nè lấy cây dao này chẻ ra cái nào hư bỏ. Này nó bị dập thôi. Không phải nó bị dập đâu, nè. Nó bị hư chứ dập thì tét ra nó hư. Nó tét rồi nè mày. Rồi rồi, rồi con chim nó mổ chứ con nó làm đâu mà dập. Chim nó ăn đó. Ăn chim nó mổ. Trái nè, chim nó mổ. Nó dẻo. Cái này mà để vô cây tốt lắm á. Ừ. Kali, trong chuối là nó kali dữ lắm. Chín nè. Ngọt quá. Ngọt không? Ngọt thôi. Ngọt hả? Còn trái nào chín nữa không? Chín nhóc. Chín nhóc. Đây nè, này nè mày đẻo cái mày ăn coi. Đẻo cái ha. Còn nhiều lắm cái bộ. Đây. Chuối chín đó. Chuối chín nè. Cái này nó mới có bị nứt à, nó chưa có. Nó nứt nó không có bị gì hết á. Nó chưa có hư. Đây. Đó. Bữa nay ăn chuối chắc mời mốt ăn cam xỉn luôn ạ. À. Bạn Khương vừa tính xuống Vĩnh Long. À, ngày mai mình cùng đi với bạn ấy luôn chứ xuống gì. Đi xuống dưới mình sẽ bẻ cam lên hậu quán miệt vườn để bán cho bà con cú cam. Cú cam. Cú cam giải cú cam. Cam năm nay quá rẻ bà con ơi. Vì đâu có 1.000, 2.000 một ký à. Nhà vườn ơi. Muốn chết hết. Ngộ thì có năm thì vậy, có năm thì khác. Có năm thì cam nó mắc. Thằng khoai nó rẻ. Có năm thì khoai mắc. Cam rẻ. Năm nay dễ trồng hết chứ mà nó rẻ mắc nó chết luôn. Ừ. Mà bà con cô bác ha. Vô. Ngọt dữ đó. Ngọt ngay hả? Ừ.
đã ha. Nó bị nứt vậy thôi chứ nó cũng đâu có bị hư đâu mà không ngọt. Chim nó thọt mỏi không mỏ mỏ á. Rồi ăn một trái một no thấy bà. Ăn có nửa trái hay trẻ ra ăn có nửa trái. Chim mà. Nó mỏ hư. Nó no rồi. Cái chuối gì mà cũng quá. Quá sao chuối. Chim thọt chưa mỏ. Vậy với trên cây nó ăn á. Mình mà chặt xuống vậy là nó nghỉ ăn á. Đó. Hồi đó chuối nó bự vậy không? Vì sao chuối Cà Mau nó nhỏ nhỏ, chuối mịn đây nó quá bự. Chuối Cà Mau nó nhỏ xíu trái nè. Vậy hả? Chuối này của bà Hương nó bự trái vậy đó. Giống chuối ha. Giống chuối đó. Mà chị Hương ba chồng đâu có bự dữ vậy. Ba mày chồng bự gì chứ. Ba chồng đâu có tới bự dữ à. Chuối này mà chắc sáng mà ăn mà yếu yếu mà vô một trái là cũng hơi khó hả? Một trái ăn là no rồi. Không ăn nổi nữa. Chim nó bỏ à. Đó cũng còn ngon lắm chứ bộ phải chặt sớm một chút đâu đến nổi. Của chị Hương trái cỡ như vậy đó bà nói bự. Quá xá cái nào quả chuối này. Quả chuối chà bá luôn. Còn nứt nè, rất chín luôn. Chín chuối chín cây vàng luôn. Chín là để cho vàng thì bởi vì chim ăn ở trên phải. Để ngày mai nữa chắc nó quốc khó. Quá ngọt. Chuối nè em ơi. Sao ăn hết nổi. Đỡ camera mình ăn thử cá được sao ha. Ngọt quá ăn hết nổi rồi. Chuối nhà, chuối vườn luôn á. Bữa nay mình vô vườn để mình xịt thuốc sâu. Mà quên tốt cây chuối. Mày ăn trái một viên miếng cơm. Tao ăn miếng một trái nứt mà tao ăn còn không nổi rồi nè. Nó ngán rồi. Ngọt quá ngọt nhá. Ăn chuối chín cây nha. Ăn một trái một muốn không nổi. Ừ, ăn trái một là hết nổi rồi. Quả chuối đó, quá khứ quả chuối. Quả chuối này khoảng là mấy ký lô á. 3 ký được, 3 ký được. Chuối này 3 ký. Chuối này mày đem ra ngoài đường cái là nó mua. Ăn ngọt gì vậy? 3 ký. Chị Hương á, bán hoài nào. Hồi uống bà cô bác nha. Hết vừa nãy nha. Ăn chuối chín cây. Sao mà mùa đầu nó ít ngọt mà sao mà hoài này quá ngọt. Tại nó chín cây, đúng rồi. Tại nó chín cây. Ngọt không? Ngọt em. À, ngon quá. À đúng rồi, đâu bỏ nhiêu. Tại nó nứt như vậy. Ừ. Dẻo, chuối này dẻo không? Dẻo nó ngon, chuối này nó ngon. Không phải như... Chuối mày thấy lúc hổm người ta chê, người ta nói ta ở chuối bự mà ăn cái gì. Đó con xương nó thấy ba mày chồng chuối này nó cự nè. Trời ơi, chuối đó hả? Không bằng nửa chuối tôi đó. Ba mày nói nửa đừng ăn nha. Ông nói ăn mà ta ăn một trái đáng một trái, còn ăn 4-5 trái mà chưa biết nó. Chẳng ra tao chồng chuối bự lắm. Ngọt ghê á. Ngọt hết sức rồi. Giọt gì cho đứa nào mà ăn. Đã dữ. Đợi ra nữa kìa. Mà nó muốn đi tắm. Anh chạy ra kìa. Dễ gì mà có mẹ nó ở đây mà nó ở chỗ đi. Hết nổi trái chuối không? Ăn không hết nổi trái chuối luôn á. Ngon đó, nó ngọt, ăn mới nổi chứ còn nó không ngọt là chắc ăn không nổi. Động chuối rồi. Rồi trẻ ra cho đi mẹ. Lên cho đi. Em đi cho mấy cậu mày. Mấy chuối này để nữa chín ăn không? Chắc nó chín nó cũng hư rồi. Cho đi, đem cho đi. Mình thường thường á thì mình trồng chuối vòng vòng nhà đồ á thì chỉ cho thôi. Đồ chứ cho không chứ không có bán chát gì hết. Mấy buồn ăn được mấy buồn rồi mà cho không à. Hư quá hư rồi kìa. Còn là 4 trái đó ha. 5 trái nãy đó. Nãy cái đầu chứ không phải là nãy đầu. Nãy đầu là hư hết rồi nè. Nãy đầu là chính là hư hết rồi. Đó nãy cái đầu. Rồi bây giờ sao rồi mà chiếc ra mày cho đi
cho coi đếm đủ đủ hoài cho không, đủ buồn cho không, đủ nải cho không. Câu 10, câu 7, câu 9, câu 6, câu 8. Rồi hết. Dư rồi. Đủ rồi phải không? Đủ rồi, khỏi trẻ hả? Ờ, đủ rồi, khỏi trẻ. Còn chùa một buồn này lại cho ba công ba ông chồng. À, tao nói với mày ở Việt Nam nhiều quá, còn sống sống. Còn sống sống là ông ăn rồi ha. Dậy đó. Tên nó phải chú gì mà ăn được hay thì. Rồi, mẹ mình sẽ đem đi cho luôn ha. Đây mình cắt dính vô. Không sao đâu, thì nó chín thì ăn với coi đó. Nãy này cho cậu bảy mày đi, nó nhà đông. Nhà đông, ai nhà đông thì cho bùn bự xíu. Còn này dì Út đi. Dì Út với dì Năm, nhà Năm hai người đó. Còn cái này cậu chín, cái này ăn tiền. Rồi, cậu bà Thảo. Thảo. Rồi. Cho hết trơn, dòng họ có nhiều gia đình. Gom ra một cây chuối là cho hết. Mẹ mình sẽ đem cho nha bà con cô chú. Còn mình ở đây bây giờ mình sẽ giải quyết cái đống xà bằng này đây. Đó. Thì bên đây thì cũng có trồng mấy cây khế. Nó khế cũng trái dữ lắm ha. Đó. Trồng cái khế này đợi mấy bạn ở Sài Gòn về, rồi mấy bạn hái, mấy bạn quậy thoải mái, về miền Tây mà nó quậy mới được. Còn đây là ở dưới ao thì cũng có cá, về nhà thì cũng bắt cá đều được nữa. À, còn mít đó thì không có biết được, tại vì mít nó theo mùa, nó chín dột theo mùa. Thì nhà mình lâu lâu thì cũng có là các cô chú đồ ở nước ngoài họ về á, họ có ghé họ chơi thì thấy cũng hay dẫn vô vườn này chơi. Có tùm dột luôn nè, tùm dột bây giờ có trái luôn nè bà con cô bác đó. Nhưng mà các cô chú là về chơi rồi không có cho mình chia sẻ trên YouTube, trên clip, mấy cô ngại cho nên là mình không có chia sẻ. Nhưng mà lúc nào mình cũng mến khách ở đây cô chú anh chị, thì ai về nhà mình chơi là mình mừng à. Dạ. Đó, thì bây giờ là để mình sẽ dọn dẹp mấy cây chuối này cho nó sạch nha. Đang mình chuẩn bị mình xịt mít. Trước khi mình xịt mít thì mình phải dọn dẹp cái hết mấy cái đống rác này mới được. Mẹ mẹ, con gỡ được rồi nè mẹ. Đó con gỡ được rồi. Rồi đó hả? Ừ. Màu dữ vậy hả? Trình công nước anh. Nó chừng nghỉ không nữa. Nghỉ. Chút nữa rồi mấy cái lá này mình sẽ dọn này. Mình sẽ bây giờ mình sẽ sạch sẽ. Dạ, bây giờ thì mình sẽ đi xịt mít nha. Thì công việc hàng ngày của Thái là gì đó cô chú anh chị? Dạ thì video của Thái đến đây cũng xin phép được kết thúc nha bà con cô bác. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác mình vào một video tiếp theo nha. Dạ, xin chào.